Đại lý đầu tiên bán xe VinFast trên đất Mỹ chính thức lộ diện. Đại lý đầu tiên phân phối xe VinFast tại Mỹ này đã có 50 năm kinh nghiệm trong ngành, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng cho các dòng xe kinh doanh. Theo WRAL News, ngày 28 tháng 12, VinFast bắt đầu bán xe thông qua đại lý tại khu vực Triangle, vùng đô thị ở Đông Bắc Carolina, bao gồm các thành phố Raleigh, Durham và Cary. The Automotive, có trụ sở tại Cary, sẽ là đại lý độc lập đầu tiên của VinFast tại Mỹ. Đại lý này là một phần chiến lược xây dựng thị trường ở Mỹ của VinFast, bên cạnh việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ô tô ở hạt Chatham. Người phát ngôn của Li nói rằng họ sẽ hợp tác chặt chẽ với nhà máy đang xây dựng tại Chatham. Nhà máy đặt kế hoạch hoàn thành vào năm 2025. Trong giai đoạn đầu, sẽ sản xuất 150.000 ô tô điện trên năm, thúc đẩy vị thế Bắc Carolina như một trung tâm năng lượng sạch và đổi mới. Dự kiến, từ quý 1 năm 2024, VF9, một chiếc SUV 7 chỗ đa năng, sẽ được lắp ráp tại đây. Sau đó là mẫu xe tiếp theo là VF7. Giám đốc điều hành Li Automotive Group, ông Danny William nói, với một người đi làm xa bình thường, khoảng 30 dặm mỗi chiều, xe điện là một lựa chọn tuyệt vời. Điều tôi thích nhất không phải dừng lại đổ xăng. Tôi về nhà vào ban đêm, cắm điện và sáng hôm sau lên xe lái đi làm, tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào cả. Theo giới thiệu, Li Automotive là một trong những đại lý lớn nhất khu vực Bắc Carolina. Li Car hiện là đại lý cho 24 nhà sản xuất ô tô, trong đó bao gồm Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Range Rover, Toyota và Volkswagen. Đại lý này có 50 năm kinh nghiệm trong ngành phân phối xe. Họ cũng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và phụ tùng cho các dòng xe kinh doanh. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, tại triển lãm Electrify Expo 2023, VinFast đã công bố lộ trình mở rộng mạng lưới phân phối tại Mỹ với hơn 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý. Tính đến thời điểm hiện tại, dự kiến hãng sẽ mở rộng tới 125 điểm bán trên toàn nước Mỹ. Theo kế hoạch, từ nay cho tới cuối năm 2024, các mẫu xe điện của VinFast dự kiến được phân phối tới hàng trăm điểm bán. Trong năm nay, VinFast dự kiến sẽ phân phối mẫu xe VF8 thông qua mạng lưới kênh phân phối của hãng và tiếp theo sẽ là VF9, VF6 và VF7 khi các mẫu xe này ra thị trường. Tất cả các khách hàng mua hoặc thuê xe điện VinFast đều sẽ nhận được các quyền lợi vượt trội, bao gồm chính sách bảo hành 10 năm trên 125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn số dặm cho pin. Ngoài ra, kho phụ tùng của VinFast luôn sẵn sàng hỗ trợ đại lý trên toàn nước Mỹ. Các đại lý chính thức của VinFast chỉ cần gửi yêu cầu lên hệ thống chuyên trách, đơn xử lý sẽ được hoàn thiện và gửi lại hàng kỳ, hàng tháng hoặc hàng ký. Hoặc trong trường hợp khẩn cấp, đại lý có thể nhận phụ tùng qua đường hàng không. Đây là phương án tối ưu, góp phần duy trì được chất lượng dịch vụ, sửa chữa và bảo dưỡng dành cho toàn bộ khách hàng VinFast luôn ở mức cao nhất. Ông Steven Chen, Tổng Giám đốc VinFast Bắc Mỹ cho biết, mục tiêu của VinFast là biến xe điện trở nên dễ dàng tiếp cận với mọi người. Chúng tôi luôn nỗ lực để mở rộng mạng lưới kinh doanh, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn xe điện chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường. Việc hợp tác với các đại lý sẽ giúp chúng tôi rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng Mỹ. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn. Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.